点够了。Ê, nhà bà Kiến ngày xưa ấy. Chị phèo thì nở. Tất cả là tại cái ông Ma Men này. Đấy. Đây là ông Chí Phèo này. Đây là cô thì nở này. Người vênh mặt giống cái thằng kia kìa. Ngồi vênh mặt giống thằng kia. Nhìn lên trên này. Nhìn lên quả Noel đấy. Thank you.
Quốc rồi ăn nhiều lắm. Toàn Trung Quốc. Đây, nhìn đoàn này. Đoàn này đoàn Trung Quốc hay Hàn Quốc? Trung Quốc kia hả? Dã man luôn. Đây là cái cây rút tiền để vào ăn đây này. Nếu mà bạn bạn muốn ăn thoải mái thì hãy đến đây này. Cứ rút rồi ăn thôi. Rút tiền là thẻ, nạp tiền vào bụng. Đừng. Đây là ra chỗ gửi xe rồi. Đặc biệt xe. Nơi gửi xe, xem hồ Tây. Tây Hồ. Được bữa ăn no này, căng bụng. Hả? No quá. Thôi về Việt Trì rồi. Thank you.